Dịch vụ game.vn, trang web mua bán nick ngọc rồng, liên minh, liên quân, lừa miễn phí, uy tín, giá rẻ. Shop nạp tiền không bị trừ chiết khấu. Ngoài ra, shop có các dịch vụ như bán vàng, bán ngọc, úp bí kíp, săn đệ tử, úp sức mạnh đệ tử, úp sức mạnh sư phụ, làm nhiệm vụ, uy tín. Anh em nào có nhu cầu hãy truy cập ngay dịch vụ game.vn. Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và trước mặt anh em đây là một con say da sơ sinh thôi. Nó cũng chả có gì hot với 500k sức mạnh với cả nhiệm vụ heo rừng. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm clip gì? Thì mình sẽ làm một cái clip, đó chính là 24 giờ úp nick say da này nha anh em. Để xem là nó sẽ lên được bao nhiêu sức mạnh. Thì ở clip trước mình có làm một cái clip là 24 giờ úp ắc Namek lên bao nhiêu sức mạnh đúng không? Thì ngày hôm đấy Namek là lên được 41 tỷ sức mạnh. Và ngày hôm nay mình sẽ thử với say da để xem là nó sẽ lên được bao nhiêu sức mạnh nha anh em. Tại vì thực ra là mình cũng không muốn làm clip này đâu. Tại vì mấy ngày hôm nay admin bảo trì cái thỏi vàng ấy, mình méo tiêu được vàng, mình bực vãi cả nồi luôn anh em ạ. Mình như kiểu mình bị vã anh em. Thế nên là thôi, hôm nay chán quá thì lại đi cày đi. Chứ đáng ra là mấy hôm vừa rồi là anh em phải xem những clip như kiểu là đập đồ hủy diệt các kiểu là của mình rồi đấy. Chứ không phải những clip như này đâu. Mình cay admin vãi nồi mấy hôm nay, thế nên là mình méo ra được clip. Thế nên là anh em đừng có bảo mình lười nha anh em. Đây, thì bây giờ mình sẽ show cho anh em xem là nick này đã on được bao nhiêu. 6 trên 120 giờ nha anh em. Thì khi nào đến 30 trên 120 giờ thì là lúc đấy hoàn thành thử thách nha anh em. Ok, giờ thì mình sẽ bắt tay vào bắt đầu làm hành trình, đó chính là cày cái nick này nha anh em. Để xem là một cái nick say da sau một ngày thì nó có bằng được một nick Namek cày hay không. Ok, rồi thì chắc là bây giờ chúng ta sẽ ăn tất cả item rồi là bổ huyết các thứ vào để đi úp thôi anh em nhỉ. Mình sẽ úp nhẹ nhẹ ở bên rừng bamboo đi nha anh em. Ok, treo xương xương xem nào. Úi giời, cũng 1k5 tiềm năng đấy. Rồi thì chắc là bây giờ mình sẽ trèo đây và khi nào đủ sức mạnh để mình đi làm nhiệm vụ ý thì mình sẽ đi làm nha anh em. Ok, bye anh em nhé. Ok anh em ơi, và từ nãy giờ mình cũng úp được lên 9 triệu sức mạnh và mình đã làm nhiệm vụ qua siêu thị rồi. Giờ thì chắc là chúng ta đi sẽ đi mua sắm một tí nhỉ anh em nhỉ. Đó, tại vì ngọc dại đang rẻ, vàng thì méo tiêu được, thế nên là mình tiêu ngọc đỡ đi. Mình sẽ mua nhẹ một cái nón chuột may mắn này nha anh em, để đi úp cho nó phê anh em. Thì cái này cũng cộng được 20% sức đánh, ngoài ra con nó còn cộng cho mình 30% HP nữa. Thì rất là phù hợp với say da luôn. Để sau này đi làm nhiệm vụ các kiểu thì cũng easy luôn. Đối với say da HP thì làm nhiệm vụ là dễ nhất rồi anh em ạ. Ok, giờ thì mình sẽ tiến hành, đó chính là sang map 12k để mình tiếp tục úp lên 200 triệu nha anh em. Sau đó thì mình sẽ lại vào bản đồ kho báu thôi. Thì cũng như bao hành trình khác, cứ lên úp ở đây lên 200 triệu là lại vào bản đồ kho báu các kiểu, nó cứ lặp đi lặp lại như thế thôi anh em. Thế nên là dạo gần đây mình không có clip như kiểu là úp hành trình cho anh em ấy. Nó một phần là do mình lười, với cả một phần là hôm nay admin fix thỏi vàng, mình cay vãi nồi, mình méo làm được gì. Mình méo tiêu được vàng cho mấy cái nick kia của mình đấy. Bao nhiêu hành trình chưa xong, xong admin lại còn bảo trì cái thỏi vàng, cay vãi nồi luôn. Đó, thế nên là thôi hôm nay lại quay trở lại úp sơ sinh cái cho anh em xem cho nó đỡ chán nha anh em. Đó, gọi là tạm bợ cho anh em đi. Đó, thì rồi, thì chắc là bây giờ mình sẽ lại trèo đây nhá. Và khi nào lên 200 triệu mình sẽ quay trở lại với anh em. Úi xồi, 39k tiềm năng, đấm siêu quái kìa. Ngọt chưa? Ngọt lước chưa? Rồi thì bây giờ mình trèo nhá. Ok anh em ơi, thì đây là thành quả sau một vài giờ của mình trèo úp thì nó đã lên được 200 triệu sức mạnh. Giờ thì mình sẽ tiến hành, đó chính là vào bản đồ kho báu cái nha anh em. Thì chắc là đi bản đồ kho báu thì mình sẽ đi với hai say da chói thôi, chứ mình cũng không đi nhiều với Namek làm cái gì cả anh em. Tại vì say da là một hành tinh khá là bất lợi đấy anh em ạ. Ok, thì tí nữa mình vào mình sẽ cho anh em xem nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào bản đồ kho báu và tiến hành úp cho anh em xem luôn. Rồi thì hiện tại mình đang vào bản đồ kho báu rồi đây. Và trời ơi, được có 300k, 400k, chán vãi nồi luôn. Thua xa Namek luôn anh em ạ. Tại vì say da ấy, là cái hành tinh khi đứng cùng với cả thành viên trong bang nó bị giảm sức đánh anh em ạ. Thế nên là trời ơi, không kẹp được Namek để cho nó nhiều tiềm năng lên anh em. Chán vãi, thế nên là được có 400k này. À quên, hình như mình chưa học đấm 7 nữa. Thì chắc là bây giờ mình sẽ đi học đấm 7 cái nhẹ nha anh em. Đấy, đấm hình như bây giờ mới đấm 3 à. Đấy, thế nên là đấm cũng được khá là ít, được có 400k này anh em. Anh em xem đi, chán không? Chán vãi nồi luôn ý. Rồi thì bây giờ mình sẽ sang bên đảo Kame để mình học lên đấm 7 và sau đó quay trở lại để xem là đấm xem lên được bao nhiêu nha anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành, đó chính là học luôn đấm ở đây. Đấy, học bằng ngọc luôn cho nó chất anh em ạ. Ui, có thằng cờ đen chạy chạy chạy. Men định đơm mình chứ, may mà nó không kích được vào người mình đấy. Mấy thằng này định cắn trộm sợ lắm anh em ạ. Ok, rồi lên đấm 4 này. Tiếp theo là đấm 5, đấm 6 và đấm 7 thôi anh em.
À, mà anh em xem clip đến đây, nếu thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nhá. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, tiếp theo là đấm 6 này anh em. Đấm 6 là mất 15 ngọc và đấm 7 là mất 17 ngọc hay sao anh em ạ? Thì cái này chênh nhau hình như có 2 ngọc thôi, 4 ngọc nếu mà mua ở trong shop ý. Nhưng mà học cái này thì chênh 2 ngọc thôi anh em ạ. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào bản đồ kho báu và úp để xem nó lên được bao nhiêu tiềm năng một hit rồi nha anh em. Đó, trái hát không biết là một ngày có lên được 40 tỷ như Namex hay không đây. Nhưng mà anh em cứ phải từ từ. Đấy, lên được, ui, cứ tưởng lên được 1 triệu cơ. Hóa ra là đấm crit anh em ơi, vãi nồi. Hơi quê một tí anh em ạ. Thôi thì chắc là giờ mình sẽ trèo đây. Khi nào hết ba bản đồ thì mình sẽ quay cho anh em xem nhá. Thì cũng như Namex thôi, úp trong 24 giờ thì mình đã nói với lòng mình rồi, chỉ được đi ba bản đồ, không được đi hơn. Rồi ok anh em ơi, sau ba bản đồ lên được có 3 tỷ 7 thôi anh em. Thua xa Namex luôn. Namex sau ba bản đồ phải lên được tầm 14 tỷ 13-14 tỷ. Nhưng mà xảy ra thì chỉ được có 3 tỷ 7 thôi anh em. Ok, giờ thì mình sẽ đi học khỉ 7 và chuẩn bị đi làm nhiệm vụ đại hội võ thuật luôn nha anh em. Nhiệm vụ cũng khá là căng thẳng đấy, không biết là 3 tỷ 7 sức mạnh của mình có làm được hay không đây. Nếu mà làm được thì nói chung là úp nhanh ở bên phi xe thôi. Đó ok, giờ thì mình sẽ hóa khỉ 7 luôn này. Trời ơi, chất chơi chưa? Đã chưa anh em, tí mua thêm ngọc, ngọc các kiểu luôn anh em ạ. Xoắn cái gì, chơi được chơi tới bến luôn. Không phá được vàng thì mình sang phá ngọc thôi. Đấy. Ok, khỉ 7, à khỉ 6 này, khỉ 7 này. Rồi, thì chắc là bây giờ mình sẽ tiến hành để chuẩn bị đi làm nhiệm vụ đại hội võ thuật nha anh em. 8k6 sức đánh gốc và úi ở 16k HP, không biết là có trụ nổi hay không đây. Rồi, thì hẹn anh em tí nữa nha anh em. Đây là sức mạnh của Nick, sau vài giờ mình xong nhiệm vụ đại hội võ thuật lên được gần 4 tỷ rồi anh em ạ. Thì lại là đến giờ thì đi hiến máu thôi anh em. Vừa nãy là tiêu hết ngọc thì bây giờ lại đi nhận ngọc thôi. Nói chung là nó cứ lặp đi lặp lại như thế thôi. Giờ thì mình sẽ lại tiếp tục đó chính là mua bùa 8 giờ để đi úp ở bên Fize nha anh em. Thì úp ở bên Fize thì úp ở đâu? Thì chỉ có một map đó chính là rừng đá, là tiềm năng mình thấy khá là ổn định thôi anh em ạ. Đó, thì mình sẽ úp ở bên rừng đá, đến khi nào lên tầm 10 tỷ thì mình sẽ đi làm nhiệm vụ nha anh em. Tại vì cái sức mạnh nhà này mình cũng chưa mặc được cái đồ sức đánh của mình ấy, nên mình chưa đi làm được, mình sẽ đi úp một tí nữa đi. Chứ tình hình như này là khả năng là bon chen nó hơi mệt đấy anh em ạ. Không bon chen nổi với mấy thanh niên làm nhiệm vụ tiểu đội xuất thủ đâu anh em. Vừa nãy mình có đi check qua rồi, đông lắm, thế nên là mình không bon chen. Mình sẽ để từ từ mình làm nha anh em. Đợi đến khi nào mắc hết tất cả các thứ thì mình sẽ đi làm. Rồi thì bây giờ mình sẽ sang rừng đá và tiến hành treo nha anh em. Thì đây chính là cái map úp mình thấy khá là hợp lý đối với anh em chưa qua được tương lai anh em ạ. Đó thì trước giờ cái map này luôn là một cái map ổn định rồi. Ok, đấm này cũng 200k, 400k tiềm năng một con. 400k tiềm năng một con là cũng ngang trong bản đồ kho báu đối với một hit rồi đấy. Cũng không phải dạng vừa đâu anh em ạ. Ok, thế nên mình thấy treo đây là ổn áp rồi. Hello anh em. Trời ơi, 17 tỷ 9 rồi anh em. Nhưng mà mới nhiệm vụ C1 thôi anh em. Hôm qua tầm lên có 10 tỷ ấy ra mình mới đi làm nhiệm vụ tiểu đội sát thủ anh em ạ. Sau đó mình qua tương lai mình treo. Và sáng nay mình mới làm xong phi re. Bây giờ mình sẽ tiến hành đó chính là đi mở giới hạn sức mạnh nha anh em. Mình sẽ đi mở lên 80 tỷ luôn anh em ạ. Để mình cộng max HP, sau đó mình làm nhiệm vụ một mạch qua bên cooler luôn. Chơi là chiến luôn sang bên cooler úp cho nó lẹ anh em ạ. Mặc dù là thời gian làm nhiệm vụ nó cũng tốn khá là nhiều. Trong lúc làm nhiệm vụ thì tất nhiên là mình sẽ không úp được rồi. Nhưng mà đổi lại một cái thì sau khi sang bên cooler thì tiềm năng nó khỏi phải bàn cãi luôn anh em. Ô cái nick này chưa tách đấu Mr. Bobo à? Mình mua, à ừ đúng rồi, mình mua nick sơ sinh về mà. Thảo nào mấy thanh niên chưa qua mấy cái con này cho mình. Ok, vào thách đấu thượng đế này. Để mình lên gặp thánh địa Kaio. À đâu, lên thánh địa Kaio gặp Kaio Shin chứ. Sắp tới hình như là Ademin còn ra cái gì nhở? Tập luyện với cả thiên sứ Wit hay sao ở hành tinh Mirrors anh em ạ. Nghe nói như thế. Ngoài ra Ademin còn ra hào quang cơ. Nhưng mà sau khi Ademin spoil cái hào quang lên của 80 tỷ, hầu như là mình méo muốn úp nữa luôn anh em ạ. Nhìn nó xấu, ui rồi mình phải bạn, mình thấy nó xấu quắc luôn ý. Méo hiểu đội ngũ hình ảnh của game này nó như thế nào nữa. Nhưng mà càng ngày mình thấy càng tệ. Mặc dù là truyền thông dạo gần đây đăng bài khá là nhiều, spoil rồi là các thứ cập nhật cũng khá là ổn ạ. Ổn định này, bảo trì hợp lý này. Nhưng mà ui dồi ôi, mình méo hiểu sao lại làm được cái hào quang nó xấu như thế luôn anh em ạ. Mình cứ tưởng là thà cứ để cái 40 tỷ nhưng mà thay màu, xong rồi thêm một tí hiệu ứng bling bling, hấp lấp lánh ấy, thà nó còn đẹp hơn.
là Admin làm ra một cái mới mà nhìn nó ca ve vách cả đái. Ok anh em ơi, và mình vừa tiêu hết được số tiềm năng vào HP là lên được 550k max rồi. Nhưng mà sức đánh thì khả năng là không max được, thì chắc là trong quá trình úp thì mình sẽ cộng max sau. Đó, thì cứ max được HP để đi làm nhiệm vụ cái đã. Ok, giờ thì chắc là mình sẽ tiến hành đó chính là cộng nốt số tiềm năng và mình sẽ đèo huyết sáo lên cấp 7 này. Sau đó thì mình sẽ đi làm nhiệm vụ luôn cho anh em xem nhá. À mà mình không quay lại làm nhiệm vụ đâu, tại vì mình sẽ sang bên bản VC mình cũng làm cho nó dễ anh em ạ. Tại cái bản bản Android này này, à đâu, bản giả lập này này, làm nó hơi khó một tí. Mình sẽ sang bản PC mình tự sát các kiểu cho nó dễ nha anh em. Rồi thì chắc là bây giờ mình sẽ đi học thêm hit 6 cấp 7 nữa nhá, để như kiểu là săn boss cho nó chuẩn anh em ạ. Chứ có mấy thanh niên hit 6 chôn mà, trong đấy có mấy thanh niên hit 6 cấp 1 xong rồi hit 6 bừa lên để cho mình tăng HP như kiểu là tăng ít ý. Đó, ok thì bây giờ mình sẽ học hit 6 7 để hit 6 trước mấy thanh niên đấy nha anh em. Đấy, lên được tận 100% HP cơ mà anh em, chiến lắm. Ok, hit 6 7 luôn rồi này. Đó, thì nói chung nó là chiến thuật nó là như thế. Thì hôm nay là như là không phải giờ, không là ngày không có giờ boss anh em ạ. Thứ hai, thứ ba, thứ tư mới có. Vãi nổi, hôm nay là thứ năm ạ. Ai à, thế này là hơi căng thẳng nha. Hơi khó cho mình đấy anh em ạ. Chết chết chết. Ok anh em ơi, thì có lẽ là đã hết thời gian rồi đấy anh em ơi. 33 tỷ sức mạnh. Và hiện tại mình đang on bằng bản gốc nha anh em, không hề là bản warp tip đâu. Thì lần trước ở cái clip cày Namek ấy, mình có sâu thành quả bằng phiên bản warp tip. Nhiều thanh niên bảo mình là fake sức mạnh. Ôi trời ơi, chịu chết luôn đấy. Thế nên là ok, hôm nay mình on bằng bản gốc để cho anh em đỡ cãi luôn. Mệt anh em lắm. Tại vì cái bản gốc này nó di chuyển chậm, mình không muốn quay bằng cái phiên bản này, mình muốn quay bằng warp vip nhìn nó đi nhanh hơn anh em ạ. Đó thì cái nhiệm vụ thì mình cũng chỉ làm được đến nhiệm vụ pick thôi. Tại vì mình méo hiểu sao tự nhiên hôm nay nhiều người phá vãi nồi, méo làm nổi. Đây thì hoạt động đã 28/120 rồi. Thực ra là mình nghĩ là 30 rồi ấy, nhưng mà nó chưa cập nhập vào anh em. Tí mình phải thoát game ra vào lại nó mới cập nhập hay sao ấy. Thì nói chung là hết thời gian rồi. Đó thì sai ra thì chúng ta lên được 33 tỷ, nó kém Namek là 8 tỷ à, Namek là 41 tỷ cơ mà. Ok, đó thì ok, chắc là clip của mình ngày hôm nay cũng đến đây thôi. Goodbye anh em. Và hẹn anh em ở clip lần sau nhá. Nếu qua cool là lên được 40 tỷ rồi đấy.